8 giờ 18 phút ngày 24 tháng 1. Hello các bạn, trước khi Thảo Nguyên thi cuối học kỳ 1 thì Sam có lên Shopee để đặt mua cái này. Ta-da. Có bạn nào đoán được bên trong đây là cái gì không? Bây giờ mình sẽ khui nó ra nha. Các bạn theo dõi tụi mình chắc cũng biết Thảo Nguyên khá là thích vẽ. Mặc dù nó chỉ vẽ theo bản năng chứ không có chịu học hành gì hết, nhưng mà đối với Sam á thì Sam thấy đẹp nên nhân cái dịp này mình đã mua. Đầu tiên là một quyển vở vẽ. Vở vẽ ở nhà thì Sam thấy nó xài sắp hết rồi, chỉ còn một hai tờ, và trong cái shop này có bán á, tiện cái Sam đặt luôn. Nhưng khi mở ra kiểm tra thì giấy nó rất là mỏng luôn mọi người. Cái này tô màu nước là bị thấm chắc luôn á, thôi để chiều Sam chạy ra nhà sách mua cho nó quyển vở khác. Món thứ hai là một hộp gồm 36 màu chì. Wow, nhìn đẹp quá à. Đầu năm học thì Sam chỉ mua cho Thảo Nguyên màu lông và màu sáp, nhưng mà dạo gần đây á thấy nó cứ hay mượn màu chì của bạn. Chắc bà sợ tốn tiền nên không dám nói mình mua. Tiếp theo là một cái gọt bút chì có hình một chú chuột màu xanh dương, rất là dễ thương. Bởi vì Sam đã tậu thêm cho Thảo Nguyên 6 cây bút chì, 3 cây 2B và 3 cây 4B, một cây bút highlight để đánh dấu những thứ quan trọng và cũng có màu xanh dương. Sam còn mua bút đen thêm 3 cái ruột dự phòng nữa, vì Sam thấy Thảo Nguyên hay đồ lại những cái nét vẽ bằng bút đen. Còn đây là bìa cạc tông. Một cục tẩy. Tiếp theo là một hộp 24 màu sáp. Nó được đựng trong một cái hũ để xách được nè mọi người, rất là dễ thương luôn. Lần đầu tiên Sam thấy màu sáp mà đứng á, chứ bình thường là nó sẽ nằm. Ở trong nó có những cái lỗ như vậy nè mọi người, để mình cắm cây màu vô. Và cuối cùng mình đã mua một bộ 36 màu lông. Nói thiệt là lúc đầu mình chỉ định mua một bộ màu chì thôi mọi người, nhưng mà cứ ngồi lướt lướt xong rồi thấy cái này dễ thương, thấy cái kia cũng hay hay, và kết quả là mua nguyên một đống. Và tổng thiệt hại hết 392.000. Thì Sam tính là sau khi thầy trả kết quả thi sẽ tặng cho nó mấy cái này. Nhưng mà từ hôm thầy phát bài kiểm tra tới hôm nay là hơn 20 ngày rồi mọi người. Và Sam vẫn đang suy nghĩ là có nên tặng cho nó không hay là giấu luôn. Bởi vì kết quả thi của Thảo Nguyên rất là ố dè. Trời ơi, không tin được luôn á mọi người. Đầu tiên là môn tiếng Anh, môn này thì được 9. Và đây là những cái lỗi sai của nó: thiếu S nè, thiếu chu đu và bị sai từ vựng. Tiếp theo là môn khoa học, môn này thì chỉ cần học thuộc thôi. Lịch sử và địa lý cũng vậy, nhưng phần lịch sử thì bả bị sai mốc thời gian. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 mà bả nhảy đâu tới tháng 9 luôn mọi người. Còn môn tiếng Việt sẽ có hai phần thi, kiểm tra viết gồm có chính tả thì ok, không có bị sai. Tập làm văn thì không có được điểm tối đa nhưng mà Sam thấy cũng ổn. Và phần thi thứ hai là kiểm tra đọc, những câu trước nó đều làm rất là tốt cho tới câu thứ 10. Em hãy viết một đoạn văn ngắn trong đó có nêu từ hạnh phúc thì mọi người có nó viết nè. Gia đình em gồm có 4 người, ba, mẹ, em của em và em rất hòa thuận với nhau. Có vài lúc ba mẹ hay cãi lộn với nhau, rất là vui. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi sống trong một gia đình vui nhộn như vậy. Rồi vui dữ chưa, viết thào lao bí đao bị chữ mất 0,5 điểm. Và cuối cùng là môn toán, đây là môn bất ổn nhất, kết quả chỉ được có 7 điểm. Trời ơi, nói thiệt là lúc Thảo Nguyên báo điểm Sam kiểu bị sốc luôn á mọi người. Và sau khi kiểm tra cái đề thì mình mới phát hiện là con nhỏ này hôm đi thi nó tính toán rất lão. Ví dụ như cái bài này chỉ là phép tính cộng thôi mà nó tính cũng sai nữa, không biết nói gì luôn. Và sau một cái thời gian dài suy nghĩ thì mình quyết định sẽ vẫn tặng cho nó, nhưng với một điều kiện là phải làm lại một cái đề toán tương tự như vậy và không được sai bất kỳ một câu nào cả. Tại vì lỡ mua rồi mọi người. Chồng Sam thì kêu là bắt nó làm việc nhập ngày, nhưng mà Sam thấy nó không hợp lý cho lắm. Mình nghĩ là làm lại cái đề tương tự như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok, bây giờ mình sẽ ngồi ra đề cho nó. Không biết những bạn thi bị điểm kém thì ba mẹ sẽ hành xử như thế nào. Còn Sam thì đã bắt Thảo Nguyên làm lại những bài sai và giải thích lý do là do mình không biết làm hay là do mình không cẩn thận. Sau đó cứ một bài sai là một phát vô đích. Thì đố mọi người Thảo Nguyên đã ăn mấy cây. Và chồng Sam cứ nói là sao em bị bệnh thành tích quá vậy. Nhưng mà thật sự không phải. Tại vì những cái dạng đề này á, Thảo Nguyên học hết trơn rồi. Và cái đề cương thầy cho ôm á, nó xác sạc luôn mọi người. Sam biết Thảo Nguyên cũng rất là buồn nên mình đã cho nó thêm một cơ hội. Lần này mà làm tào lao bí đao nữa là chết với tôi. Bây giờ là 10 giờ 25 phút. Chỉ còn nửa tiếng nữa là Thảo Nguyên sẽ đi học về. Nên mình sẽ tranh thủ cất mấy cái này vô thùng lại và dọn dẹp hiện trường. 10 giờ 52 phút. Hết sờ lô. Hôm nay Thảo Nguyên đi học Sam có hơi lo, tại vì mới sáng hôm qua thức dậy chưa có ăn uống gì hết mà nó đã than mệt với đau bụng. Sau đó là ói luôn và cứ ăn cái gì vô là ói ra sạch. Nguyên một ngày từ sáng tới tối chỉ có uống nước cầm hơi thôi, và đêm hôm qua bả còn đang nằm rên rỉ. Thế mà sáng nay nó đã tỉnh quéo, đi học lại bình thường. Nguyên ơi, mẹ có một tin buồn với một tin vui dành cho con, không muốn nghe tin nào trước? Để tin vui đi. Tin vui hả? Đi qua đây. Cái gì vậy? Chờ xíu nha. Chắc Thảo Nguyên đang rất là hoang mang, không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Dạ. Gì mà? Tin vui là trước khi con thi học kỳ 1, mẹ có mua cái này cho con. Mở ra đi. Ôi chết. Quá trời màu luôn. Thấy không? Đẹp đó, Thanh Kiều mẹ nha. Thanh Kiều gì mà Thanh Kiều. Giờ nghe tin buồn nha. Thi điểm môn nào thấp nhất? Toán. Giờ đâu cho nữa. À, không. Ủa, bây giờ thi điểm thấp mà đòi hỏi gì? Trước khi thi đã dặn cái gì? Làm mẫu làm tả không à? Sao, buồn chưa? Không. Không buồn? Không buồn. Vậy giờ muốn có được cái này không? Dạ có. Làm lại một đề kiểm tra giống vậy. Không được sai một câu nào hết thì mẹ cho. Đây. Mẹ làm sẵn đề cho con rồi nè. Sao? Có chịu không? Để cho Thảo Nguyên có động lực và cố gắng nhiều hơn thì Sam đang khè nó mấy cái món này. Rớt nước miếng ra. 15 giờ. Hello các bạn, Thảo Nguyên đã quay trở lại sau một thời gian dài ăn với ngủ. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Bút có chưa? Tiên. Dễ nháp. Tiên. Và thời gian là 40 phút. Bắt đầu. Trong lúc Thảo Nguyên làm bài kiểm tra thì mình sẽ đi chỗ khác để cho nó không có bị áp lực. Cố lên. Sẵn đây Sam cũng xin chúc mừng những bạn đã đạt được thành tích tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 vừa qua. Còn những bạn bị điểm hơi thấp giống như Thảo Nguyên cũng đừng có buồn, tại vì việc học là việc cả đời. Quan trọng là mình có muốn học, có thích học hay không. Và Tết âm lịch năm nay các bạn nhỏ được nghỉ bao nhiêu ngày? Còn trường của Thảo Nguyên là học hết ngày 2 tháng 2 tới ngày 19 tháng 2 mới đi học lại. Chú toa ba ơi, nghi gì mà nghi dư vậy trời. Yeah, con làm xong rồi mẹ ơi. Wow, còn tới 13 phút nữa và sau khi hỏi nhiều lần thì Thảo Nguyên chắc chắn đã kiểm tra kỹ rồi. Coi bộ lần này có hy vọng. Xin mời kiểm tra đi, lần này coi đâu sai lại đâu. Sai là cái này nó vô đích nè. Vô tay được không? Câu 1 đáp án đúng là A, Thảo Nguyên đã làm chính xác. Nói chứ cái phần trắc nghiệm này nó rất là dễ luôn mọi người. Chỉ cần bấm máy tính, chỉ cần tính nhẩm là đã ra rồi. Và cái đề của Sam nó giống với cái đề của thầy tới 90%. Chỉ có một câu là hơi khác một xíu thôi. Và nếu mà biết làm á thì còn giải được rất là nhanh nữa kìa. Cái câu 1 điểm này Sam thấy dễ ăn nhất trong đề thi này mọi người. Sắp xếp theo thứ tự. Còn câu 3 tính giá trị biểu thức thì trong đề của thầy là một phép tính bình thường cộng trừ nhân chia. Nhưng ở đề này Sam đã đổi thành một phép tính nhanh. Và may mắn là Thảo Nguyên đã làm đúng. Ê, Sam thấy từ nãy tới giờ Thảo Nguyên làm được nha. Cái gì đây? 203,15 hectomet vuông mà nó đổi thành 2,030,015 mét vuông. Cái gì vậy trời? Bắt đầu thấy mệt mệt rồi nha. Câu B thì cái dạng nó cũng y như vậy mà nó làm đúng. Ủa là sao ta? Rồi cái gì nữa đây? Đáp án đúng là 3825 mà đáp số thì nó lại ghi là 3225. Và sau khi trừ 2 câu sai thì Thảo Nguyên chỉ còn 9,25 điểm. Vẫn chứng nào tật đó, lần này chết với bà. Tụi mình cùng flex điểm thi dưới phần bình luận nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video mình tự làm lạp xưởng đón Tết he he.